Ban đầu á là cỡ uh, 1.000 đô Nhưng mà Thi mới nói thôi trả 300 đô thôi tại vì Sợ mặt lần lần bỏ à <laughs> Chết em <laughs> Enjoy. Enjoy. Ok ok Go Go here. Here. Oh. oh my god Oh my god <laughs> Rồi sau đây thì sẽ kết quốc sau cùng của những các người mẫu tại Dubai nha mọi người Thì đây Đó, bộ đồ của Thi đang xuất uh, phát từ đến từ Việt Nam Cái áo nhà thiết kế của Ti Thi gọi đủ đủ Và cái vườn thiết kế của trà tắc của Ti Thi gọi đưa đủ đủ <laughs> Đó, được mọi người Tiếp theo là chị Ba Kiệt Đi chung với đồn với nhau Rất là đẹp và nhà mẫu thiết kế của Việt Nam <laughs> Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì đã đến với bảo tàng Dubai. Thì đây là cái nơi là bảo tàng lịch sử của những người dân tại Dubai, đó chính là nhà cổ và nhà bằng đất bùn đó. Thì ngày xưa thì cho nên là Dubai chưa có sự phát triển. Thì nơi đây là những người dân ở nơi đây sống vì làm nghề cá đó. Thuyền cá, sống này nọ. Vì cái ngày xưa Dubai rất là nghèo vì người dân sống theo cái kiểu mà không phải là mua xi măng về làm xây nhà xây cửa này để ở đâu người ta sẽ lấy đất á mọi người đó người ta làm bằng một cái nhà để người ta ở thì cho nên một cái lịch sử này thì người ta trưng bày Thi chưa biết hết rõ nhưng mà thi chỉ biết là một cái bảo tàng như vậy là chỉ biết là để cho người dân bay để người ta hiểu biết là cuộc sống của người ta khổ sở như thế nào và có sự phát triển như thế nào người ta sẽ còn trưng bày lại hết cho tất cả những người dân toàn cả thế giới để xem rồi bây giờ mình sẽ hướng vào phía bên trong bình thường á mà ở Việt Nam mình á thì người ta sẽ lấy đất á, với lại bùn á để người ta làm chung với rơm để người ta làm một cái căn nhà để người ta ở ở dưới quê mình đó nha ở dưới nhà quê ngày xưa á thì uh, Dubai thì người ta lấy cát với đất người ta sẽ làm chung cho nên nó mới ra được cái tường như vậy thì khi mà thi đi vô cái bảo tàng này thì thi để là bảo tàng của những người dân ở nơi đây về cuộc sống của những người dân ở nơi đây người ta sẽ trưng bày giống như là những cái vật cụ giống như là nồi nung chén bát đó những cái gì đó sau đây thì sẽ được tham quan ở trong nhà của quan tộc của những người dubai ngày xưa nhà giàu đó ở cái nơi này này mọi người thì ngày xưa đó nha chứ bây giờ là bây giờ người ta có một cái cung đình khác rồi để cho những người dân ta chuyển địa điểm ở đây là người ta làm bảo tàng để cho khách du lịch đến tham quan thì ở nơi đây ấy, người ta để đi chưng những bộ bàn ghế ở nơi đây để dành cho những người ngày xưa khách quan khách này nọ đến nơi đây để xâm hợp với nhau ở nơi đây để mình ngồi trò chuyện và tâm sự với những người ngày xưa á nha chứ bây giờ là kiểu như là người ta ngồi ghế cao rồi bàn rộng ghế cao rồi nhưng mà mọi người thấy cái căn nhà đẹp lắm nha mọi người người ta làm kiểu như là ánh sáng trời <laughs> tự nhiên phải không anh ánh sáng trời tự nhiên đó với lại có cái truyền hình cho mình ngồi coi cũng như lịch sử của người ta hoặc là cái nơi địa điểm này của người ta đó bây giờ người ta trưng bày để người ta mua bán hết trơn rồi đó và đặc biệt là thi đặc biệt là thi thích nhất biết gì không cái thảm của tất tại đất nước dubai vì đất nước dubai sản xuất thảm rất là đẹp và với lại hả chất lượng rất là tốt đó nói chung ra là rất là mắc tiền luôn thôi bây giờ thì đi ra những cái nơi khác để thi quay cho mọi người xem đó chính là nguyên cái con đường ở khu bảo tàng này để dành cho tất cả những khách du lịch đến tham quan thì người dân dubai ngày xưa thì làm thiết kế những cái ngôi nhà bằng đất với lại cát thì thì khi mà người ta khắc những cái chữ của người ta nè mọi người giống như là một cái con rắn một con bột cạp một con ruồi một cái con bò hung một cái con gì đó nó rất là khó diễn tả được mọi người nhìn cái chữ thôi là biết khó đọc liền rồi nhưng mà bữa nay thì gặp được chàng trai dubai dẫn khi đi chơi nè <laughs> anh ơi anh đến từ dubai hả trời ơi bữa nay anh dẫn em đi hướng dẫn cho em đi chơi hết những cái khu du lịch này nha trời ơi kìa rồi ở trong đây nó có cái gì nữa không anh đặc biệt là tại đất nước dubai á rất là quý hiếm những cây cối cao vì ở đất nước dubai không có những cái cây nào mà cao giống như ở đất nước việt nam mình nha việt nam mình có cây rất là cao bự bự to to vì đất nước ở đây là không có cây quý hiếm cây đó những cái cây nào mà mọc to là người ta rất là thương luôn nha thương hơn cục vàng nữa tuy là đất nước Dubai sản xuất ra vàng thiệt mà có những cái mỏ vàng thiệt nhưng mà nó sẽ thương cây hơn thương vàng đó thì thì nghĩ rằng ai đến đất nước, nước Dubai á, thì không có cái bóng cây để che đâu tàn vô nhà với máy lạnh không à đó thì uh, bởi vậy hả nhiều khi là mình có cây á thì mình sẽ che được những bóng mát bóng nắng nắng còn ở đây không có cây thì cho nên nắng rất là nóng luôn nha mọi người nóng lắm ở đất nước Dubai nóng lắm với lại mọi người đi theo tất cả các con đường nha tàn như vậy không à? nè đó ở ngoài đường cũng vậy luôn cho nên là không có cái cây về cái bảo tàng thứ hai mà thi bước vô đó chính là một cái bảo tàng để dành cho người dân Dubai sinh sống ở tại nơi đây Giống như là mua bán hoặc là những bánh trái này nọ người ta đều nấu ăn tại nhà đó mọi người Và đặc biệt nhất là ở đất nước Dubai mình có cái cây trà là đặc sắc nhất để làm ra những cái trái trà là ngon Thì ở tại Dubai thì có cây trà là đặc trưng đó Hình tượng một cái cây trà là vì nó sống ở tại nơi sa mạc nó nóng được phải không đã thì à, đến với cái nhà của người dân dubai thì nói chung ra nó cũng giống như cái nhà của mình giống như có một cái dừa và một cái lu hoặc là lu nước hoặc là làm giống như là bánh kẹp bánh chuối bánh phồng bánh bò bánh bao chè sơn nước chè bà ba chè đậu thì ở đây cũng vậy nha đây là một cái lịch sử để người ta trưng bày là ngày xưa là người ta hay uống ấm chứ nước trà này nọ nè tô chén dĩa cổ kỹ giống như là mình vậy đó cả trăm năm về trước này nọ hoặc là ba bốn chục năm về trước nhưng mà nhiều khi càng ngày càng phát triển rồi những cái đồ cổ kỹ thì ai cũng vậy mỗi cái đất nước có mỗi cái cách riêng khác nhau vì ví dụ đi mình đất nước việt nam mình ví dụ ngày xưa nó kiểu này thì mình đổi lại theo kiểu phát triển á cái mình làm những cái sự hiện đại hơn giống như là nhiều khi ngày xưa mình không có máy quạt À bây giờ có máy quạt, cái sao có máy lạnh, cái xài máy lạnh Thì ở đây cũng vậy, thì không có khác gì gì mình hết, phải không chồng? Thì hai vợ chồng mình vô đây này chồng nói đi, Ch vợ sẽ nói lời cái khác ở đây là cái chỗ mà người ta để ăn uống ngủ ở phải không? Ừ. Thì đây là một cái bức tường ngày xưa mấy trăm năm về trước Thì khi Dubai đào lên sẽ thấy một cái bức tường rất là lạ Và khi người ta thấy như vậy rồi người ta sẽ xây xung quanh hết Để thành là một cái lịch sử văn hóa của đất nước Dubai Thì à, bây giờ đây thì à, cái 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 tường này là nói chung ra là nó lâu rồi nhưng mà Người ta để làm di sản thôi để người ta cho mình biết rằng là cái tường này và đất này nó sẽ để được bao lâu năm vậy thôi đó. Thì ở nơi đây nha mọi người nha. Thì nói chung ra Dubai nó cũng cần một cái những gì đó để có lịch sử riêng của nó để trưng bày cho tất cả anh chị em toàn cả thế giới đến đất nước Dubai để đi tham quan ở tại khu du lịch này. Đó. Bây giờ sau đây thì thi sẽ đi qua bên những cái nơi khác. Thì tại đất nước Dubai thì nói chung ra thì nắng rất là nóng. Nắng nóng và có những mấy cái cây Đây là cái cây me nước nha Hồi nãy thì thấy có một cây me nước có trái quá trời luôn Đây Cây me nước nó hay sống những cái nơi nóng Khi mà vô ăn những cái nhà hàng nào đó Thì hay có bánh mì và ổ ong Thì thì nghĩ là người dân ở Dubai cũng uh, Ngày xưa là hay đi bắt tổ ong Theo những mấy cái cây khô héo Để uh, mình ăn chung với bánh mì này nọ Nhưng mà vì ở Dubai nó không có bông qua Thì đâu có nước đâu để ong mà nó hút được Thì cho nên là nếu mà nó hút những cái bông Thì bông nó cũng héo khô thì cho nên là cũng một cái lịch sử của người ta đi thôi bây giờ mình đi ra ngoài nha mình đi thăm những cái nơi lịch sử mới thì let's go theo Titi nào hello xin chào cả nhà à buổi sáng tại dubai ngày hôm nay là ngày thứ hai của Titi thi thi rất là vui Titi đang ngồi ở trước cửa khách sạn của thi đó chính là esina hotel đó esina hotel đó chính là tên của nó nhưng mà đối với khách sạn của thi á là một cái siêu thị và một cái bãi xe rất là rộng lớn luôn mọi người nhìn nè đây nơi đây là cái nơi giữ bãi xe cho à, của Dubai thì à, nói chung ra ở đây là cái căn hộ rất là nhiều và xung quanh mình là một cái khu là khu chung cư và căn hộ nhà rất là nhiều luôn và đặc biệt là xe hơi người ta để rất là nhiều thì mọi người có thấy thi dễ thương không ạ à? buổi sáng à thi mặc bộ đồ này dễ thương không ạ à? mọi người trẻ trung năng động không ạ à? vì thứ nhất là Dubai đất nước rất là nóng nhưng mà có cái là mình đi chơi là mình ngồi trên xe với lại vô siêu thị thôi thì ở bên Dubai không có chợ chờ giống như mình ở Việt Nam nha không có người mua bán ở xung quanh giống như mình ở Dubai đi đâu là đi bằng xe hơi không à ít đi xe máy lắm mọi người nhìn đi nha nguyên con đường ít có thấy một cái chiếc xe máy thấy mà có ít lắm ví dụ 100 chiếc xe hơi thì 10 chiếc xe máy 5 chiếc xe máy à không có nhiều tại vì ở nơi đây là đường lộ rất là đẹp với lại xe hơi rất là nhiều luôn thì nghĩ là xe hơi ở đây chắc rẻ và trong khi thi vô dubai á, thì nói chung ra đồ ăn á thì đối với thi thì thi ăn được ít lắm thi không có ăn được nhiều và mấy bữa nay thi ăn không có được no với lại thì theo cái nơi thì bên đây là người ta là ăn theo cái khẩu vị của người ta là nghệ với lại ngũ vị hương rất là nhiều với lại đồ ăn của người ta thì nó sẽ không giống như ở việt nam của mình nhiều nhất là thi ăn là trứng chiên trứng ấp la với lại ở đây không có nước tương nước mắm nha mọi người nha ăn chung với muối tiêu và muối tiêu thôi nói chung ra là vậy À, khi thi vô khách sạn ngủ thì thi thấy uh, có cái điểm mà thi hay uh, thắc mắc là thi uh, bị lầm và thi cũng không có chú ý tại vì mệt quá. Thi muốn hỏi tất cả anh chị em nào mà đang xem YouTube của thi thi á mà trong cái nhà vệ sinh nó có một cái bồn giống như là rửa tay mà nhưng mà cái bồn đó thì có thể là mình uh, mình mà mình xúc miệng hay là mình rửa mặt mà nó làm bằng cái nhà vệ sinh luôn. Thì thi không biết thi thấy ngồi lên cái đó đó, cái chỗ cái đồ xúc miệng đó đó thi mới ngồi đó thì nó sẽ có một cái dòi thì thi sẽ ngồi lên và thi đi tiểu mà thật ra hôm qua thì bắt tiểu thiệt thi uống bia thì bắt tiểu nếu mọi người mà biết cái đó là cái gì thì hai cái đó là cái gì thì mọi người hãy chia sẻ giùm thi nha ví dụ hai cái bồn mà nó bằng nhau thì một cái thì thi biết là cái nhà cầu rồi một cái nữa thì thi không biết bằng cái gì mà hai cái nó gần nhau thì mọi người hãy chia sẻ giùm thi nha comment lên phía dưới và hành trình ở tại dubai đó, thì thi ở hai cái khách sạn thì thi thấy khách sạn này nói chung ra là cũng được, ok, nói chung là dễ thương. thì à, trong khách sạn thì nói chung là đẹp và thì mọi người cũng đã biết rồi. đi khách sạn năm sao thì mỗi cái mỗi khác nhau. thì um, thì đối với thi kiểu như là chủ yếu đi chơi thôi, thi không có quan trọng gì mấy. nhưng mà chỗ ăn chỗ ngủ là sạch sẽ là đẹp để là được. đặc biệt Dubai khác với Việt Nam của mình như nè đi vô những cái nơi khách sạn á, là cái cái lồng kính mà người ta làm cái thang đi vô này nè giống như nhau hết tất cả các nơi đều siêu thị hoặc là bất cứ hoặc là cái nhà hoặc là khách sạn gì đó thì người ta hay làm cái kiểu này ha đi vô là phải từng người từng người từng người chứ không có đi vô chen lớn nhau à, bình thường thì mình có một cái tâm lý khi mình đi chơi thì mình giới tính lgbt mà mình cũng đã biết rồi khi mình muốn đi chơi nước ngoài thì mình nghĩ là chắc nước ngoài đi á, thì người ta kỳ thị bd này nọ thật ra không có đâu thì nói chung ra thi cũng giống như mọi người vậy thôi thi cũng mặc đồ mặc đầm thi mặc quần mặc áo thi đa công dụng đa dạng lắm người dân ở đây á, đồ ăn ăn hơi khó ăn hơn việt nam của mình nhưng mà mình là người đi du lịch đi chơi mình có thể là mình có tiền á bởi vì thi nó mới nói là mọi người muốn đi qua dubai chơi hoặc đi ra các nước chơi á đều phải thủ tiền cho bản thân của mình đừng nghĩ là người ta bao mình là mình ăn ngon nếu mà người ta dẫn mình ăn không ngon mình có tiền á thì mình ra mình mua cái khác mình ăn nhưng mà đặc biệt là ở dubai là đi tìm món ăn hơi khó nha ngoài đường <laughs> tất cả các đồ ăn ví dụ mà để ý luôn thì thi đi hai ba nơi ví dụ mà mọi người muốn ăn trứng muốn ăn trứng luộc ăn trứng chiên thì mình sẽ nhờ cái anh ấn độ yes where you from nepal, nepal. người nepal để làm phục vụ ở nơi đây nói chung là nepal này nọ đó thì bình thường mà có món tráng miệng đó, đó chính là bánh kẹp bánh chiên hộp vịt mà thi ăn chỉ có hai món này hộp ốp la với trứng thôi đó có hai thứ này thôi còn ngoài ra thì ít ăn và đặc biệt là ở đây không có nước tương và nước mắm nha mọi người nó xài giống như là muối với muối tiêu thôi và cái món tráng miệng và đặc biệt là nước ép ở đây á rất là ngon rau của người dubai thích ăn cái kiểu này nha mọi người pha pha đủ màu xà lách với lại có mấy cái viên này nè cái hộp này nè đó nói chung là tất cả quyệt quất á mọi người mà thi cũng không biết món gì nữa mà đã pha chế vô để cho ra màu mè nó đẹp cái món này đặc trưng của Dubai Với lại lúc nào cũng có trái cây nha, có bưởi cam ép này nọ Thì sau đây Thi cũng ăn uống xong hết rồi Thì cái nơi chán miệng của Thi ở trong nhà hàng đó chính là dưa hấu Với lại cam để có chất đề kháng để mình có sức để mình đi chơi nữa Thật ra là hôm qua tới giờ mệt chứ lắm không có chai Không ai chích thuốc cho Thi hết trơn á cho nên Thi bị ốm ngén nè <cười> chỉ cười tất cả các người mà đi tour du lịch chung nhau này mọi người đó nhưng mà tối nay thì lấy sức để tối nay ai, chích thuốc thi nha trong cái hành trình lịch này cũng rất là vui thì nói chung là thi lúc nào cũng vui hết trơn á và đặc biệt là được trải nghiệm một cái đất nước sang trọng như thế này thì hoành tráng nói chung ra thì đi chơi rất là thoải mái vô tư tại vì thi yêu đời mà cho nên thi thấy lúc nào cũng vui hết trơn bây giờ không vui thì cũng vui nữa tại vì được đi là vui à đó thì bây, thôi bây giờ thì mình chuẩn bị sắp xếp uh, hành lý để mình uh, đi lên uh, xe để mình đi chợ chợ vàng thôi bây giờ hành trình thi cũng đã xong rồi thi chuẩn bị sắp xếp đồ lên xe cuốn được cuốn đồ đi theo chồng Dubai nếu không được chồng Dubai thì được chồng ấn độ thì cũng được thôi kệ tối nay bảo đảm luôn nha thi sẽ đi ra ngoài chợ tiệm vàng thi sẽ đi ra gặp trai Dubai ngoài tiệm vàng yeah và sau đây thì cũng muốn uh, trình diễn cho mọi người xem ở cái nơi đây để dành cho cái người dân của tại dubai thì người dân dubai mà đến tới cái nơi này đó, ở ở nơi đây á vì người ta sinh sống ở trên sa mạc và người ta sẽ thích cắm trại để xâm hợp với tất cả gia đình của những người dubai thì ở nơi đây người ta sẽ bắt những thú vật này nọ người ta nấu nướng ăn ở tại nơi đây và những cái chiếc gói đó, đó người ta ngồi ngồi để xem những uh, 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 biểu diễn ai biết biểu diễn múa hát này nọ có thể là múa hát ở đây và đốt lửa nhảy bập bùng bập bùng đó. Thì ở nơi đây thì người ta trưng bày như vậy thôi chứ bây giờ thì mình phải lên sa mạc. Chiều nay thì sẽ đi lên sa mạc. Thì thì sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem. Ok, let's go đón xem tập phim tiếp theo tại sa mạc Dubai.